của ban tổ chức cái buổi lễ cắt băng đánh thành cây cầu mới tại ấp Nhân Thành. Tôi xin đại diện cho toàn nhân dân ấp Nhân Thành xin nói là cảm ơn các cấp lãnh đạo và nhà tài trợ thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn chi bộ chính quyền được góp sức ngày công lao động kinh phí để giúp cho cái cầu hoàn thành như ngày hôm nay. Tôi xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn ông.